Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập số 31 của bộ truyện Thất Sát Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Hồ Diên Mỹ và Chu Án Nam đang ở trong tịnh xá đợi. Tuy tứ bề đều yên lặng, nhưng bên trong đang rất khẩn trương. May mà không bao lâu Chu Quân Ngọc đã trở lại, mang theo lời của Chu Tứ Nương là đồng ý với kế hoạch của bọn họ và căn dặn bọn họ phải hết sức cẩn thận. Sau khi Chu Quân Ngọc nói hết những lời của Chu Tứ Nương căn dặn, nàng liền hỏi: "Còn tin tức của Đông Phương Tử?" Đột nhiên Chu Án Nam thấp giọng nói: "Có người đến." Không sai, cả ba người đều đã nghe thấy từ xa xa có những bước chân mỗi lúc một gần hơn. Sau đó tiếng bước chân đã tiến thẳng đến cầu thang. Sau khi giới thiệu sơ lược, Hồ Diên Mỹ lập tức nói thẳng vào vấn đề. "Đông Phương Bằng Hiếu, thuộc hạ của ngươi đã đem ý của ta nói với các hạ, vậy các hạ tính như thế nào?" Đông Phương Tự cười cười nói: "Tại hạ đã đến đây, ít nhiều cũng nói rõ thái độ của mình, nhưng..." Ngừng lại giây lát, lão nghiêm sắc mặt nói: "Ta muốn biết điều kiện của phu nhân mới có thể quyết định." Hồ Diên Mỹ nhìn thẳng vào mắt lão nói: "Thuần Vô Khôn chấp thuận điều kiện gì của các hạ?" Đông Phương Tự đáp: "Nửa năm nay, mỗi huynh đệ của tài hạ mỗi tháng được thưởng 100 lượng. Còn riêng tài hạ thì mỗi tháng được 3.000 lượng vàng. Ngoài ra còn cung cấp đầy đủ tất cả những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày." Lúc ấy, từ một người bình thường mỗi tháng có 2-3.000 lượng vàng, có thể nói là không đến nỗi tệ. Cho nên sự đối đãi này của Thuần Vô Khôn đối với mọi kẻ bình thường mà nói cũng có chút tự hào. Chu Án Nam là người lớn lên trong cảnh giàu sang phú quý, nàng cười chế giễu nói: "Vì một số bạc như vậy mà ngươi đồng ý bán mạng cho Thuần Vô Khôn?" Đông Phương Tự ngạc nhiên: "Nhị tiểu thư muốn ra điều kiện gì?" Chu Án Nam cười nói: "Ngươi tự mình nói đi." Đông Phương Tự ồ lên một tiếng: "Đúng rồi, tài hạ còn quên một việc rất quan trọng." Hồ Diên Mỹ vẻ nôn nóng: "Vậy mau nói ra đi." Đông Phương Tự đột nhiên mỉm cười: "Đêm nay Thuần Vu bảo chủ tăng tiền thù lao cho chúng tôi gấp 3 lần những tháng bình thường. Nếu như có thương vong sẽ được tăng thêm gấp bội." Hồ Diên Mỹ nghiêm giọng nói: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian, các hạ dứt khoát một chút, hay nói giá đi." "Phu nhân nói rất đúng." Đông Phương Tự trầm tư giây lát nói: "Tổng cộng 10 vạn lượng, tại hạ lập tức trở mặt với Thuần Vu Khôn ngay." Giọng lão ta có vẻ ấm ở, còn thần sắc thì không mấy tự nhiên. Lúc này lão tự trách mình tại sao ra giá quá cao, cao hơn nhiều so với Thuần Vô Khôn. Nhưng Chu Án Nam mở miệng đáp ứng ngay: "Tốt, sau khi xong việc ta sẽ tặng thêm cho các hạ 2 vạn lượng vàng." Hai mắt của Đông Phương Tự bỗng sáng rỡ lên: "Thật sao?" Hồ Diên Mỹ mỉm cười nói: "Lời nói của nhị tiểu thư ngươi không tin, vậy ngươi có tin ai chứ?" Đông Phương Tự vẻ do dự: "Nhưng mà nói xuông thì khó tin." Chu Án Nam liền cắt ngang: "Ý của ngươi là muốn có bảo chứng?" Đông Phương Tự cười tươi nói: "Đúng vậy." Chu Án Nam lấy trong người ra 2 viên dạ minh châu, chìa ra trước mặt lão nói: "Cái này đáng giá không?" Đông Phương Tự nuốt nước bọt đánh cái ực: "Ở cái này mỗi viên ít nhất cũng đáng 1 vạn lượng vàng." Chu Án Nam cười hỏi: "Dùng cái này bảo chứng được không?" Đông Phương Tự gật đầu liên tục: Được. Chu Án Nam đưa 2 viên dạ minh châu cho lão nói: "Thế thì các hạ cầm đi." Có lẽ do quá kích động, khi Đông Phương Tự đón nhận dạ minh châu từ trong tay của Chu Án Nam, tay lão không khỏi run lên. Hồ Diên Mỹ nghiêm giọng nói: "Bọn ta có rất nhiều ngọc ngà châu báu, sau khi xong việc bọn ta có thể thỉnh cầu lệnh chủ đặc biệt tặng cho các hạ vài hạt." Đông Phương Tự gật gật đầu đa tạ: "Xin đa tạ phu nhân, xin đa tạ phu nhân." Hồ Diên Mỹ đem ám hiệu của 2 bên dùng để liên lạc nói cho Đông Phương Tự nghe một lượt, sau đó nghiêm giọng nói: "Mau đi tiến hành đi, nhớ phải bình tĩnh, đừng có để sơ suất xảy ra." "Tài hạ đã biết." Nói xong, Đông Phương Tự cúi người hành lễ rồi sau đó quay người bỏ đi. Nhưng Chu Quân Ngọc liền gọi lớn: "Khoan đã, để ta cải trang thành thủ hạ của các hạ để bảo vệ cho người."
Đông Phương Tự vui mừng lộ ra mặt nói: "Thế thì rất tốt, không giấu gì các vị, võ công của tại hạ chỉ liệt vào hạng tầm thường. Nếu như có Chu cô nương bên cạnh thì tại hạ yên tâm đi lo liệu công việc." Chu Quân Ngọc cải trang xong mới cùng với Đông Phương Tự rời khỏi. Sau khi hai người đi khỏi, Hồ Diên Mỹ và Chu Án Nam đều rất trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi lâu sau, Chu Án Nam đột nhiên thấp giọng nói: "Hồ Diên cô, không phải cô đã từng nói qua nơi đây có một con đường hầm hay sao?" Hồ Diên Mỹ dường như có rất nhiều tâm tư, nên sau khi nghe xong giống như người trong mộng tỉnh vậy, hơi ngạc nhiên nói: "À, đúng thế." Chu Án Nam cười nói: "Bọn họ đi thì ít nhất cũng phải mất một thời gian chừng bữa ăn mới có tín hiệu. Trong thời gian này thật là buồn tẻ, tại sao chúng ta không đi vào con đường hầm này xem thử?" Hồ Diên Mỹ tiếp lời: "Chỉ cần con đường vừa rồi chúng ta thuận lợi, như vậy cũng chẳng cần dùng đến con đường hầm kia nữa." "Không phải cô đã từng nói lối ra của đường hầm rất gần với ỷ thúy lầu sao? Khi cần chúng ta xuất hiện đột thẳng lên ỷ thúy lầu, như vậy không phải càng làm khiếp đảm Thuần Vu Khôn hơn sao?" Hồ Diên Mỹ cười nói: "Rất có lý, được, chúng ta cũng đi thử xem." Hồ Diên Mỹ đã từng là chủ nhân ở đây, tự nhiên rất thông thuộc đường đi nước bước. Chẳng bao lâu họ đã đến được bên ngoài của đường hầm. Cửa vào đường hầm ở dưới lầu trong gian nhà hoa lệ. Gian nhà này cũng chính là phòng ngủ của Hồ Diên Mỹ trước đây. Còn con đường hầm này cũng chính là con đường tắt mà vào thời gian ban đầu Thuần Vô Khôn và Hồ Diên Kỳ thường lui tới. Do vì đêm khuya lại không tiện dùng đèn, Chu An Nam thì nan rất tốt nhưng cũng không sao thấy rõ bằng ban ngày. Nhưng nàng đã nhìn thấy chỗ lối vào con đường mà bên ngoài được che bởi một bức họa đồ vẽ cảnh mùa xuân rất là sinh động. Chỉ thấy Hồ Diên Mỹ sau khi ghé sát tai lên bức họa đồ cẩn thận nghe ngóng mới nhẹ nhẹ mở cánh cửa gỗ ra. Hồ Diên Mỹ chuyển âm nói: "Á Nam, công lực của ngươi cao hơn ta, tạm thời ngươi định thần nghe ngóng xem bên trong phải chăng có mai phục." Chu Án Nam liền thâu nhiếp tinh thần lắng tai nghe, rồi trong mày nói: "Bên trong có tiếng thở khẽ, nhưng không phân biệt được là người hay của chuột." Hồ Diên Mỹ chuyển âm hỏi: "Ngươi cần vào bên trong không?" Chu Án Nam chuyển âm nói: "Đã đến đương nhiên phải vào, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được." Hồ Diên Mỹ gật gật đầu nói: "Được, lấy bảo kiếm ra cầm tay theo ta vào." Đường hầm này rất rộng rãi, đủ cho hai người cùng đi song song. Trong đường hầm đương nhiên tối hơn nhiều so với bên ngoài tịnh xá. Khi hai người tiến gần đến trung tâm đường hầm, Chu Án Nam đột nhiên thấp giọng nói: "Cẩn thận." Trong khi nói, nàng đã nhanh như chớp kéo tay Hồ Diên Mỹ bay thối lui ra sau hơn trường. Hóa ra có người đứng ép sát vào trong tường, đợi cho Hồ Diên Mỹ đi đến gần mới đưa tay điểm tới. Cũng may Chu Án Nam ứng biến thần tốc, có thể kịp thời phát hiện mới tránh khỏi thế hiểm này. Kẻ đánh lén kia ra tay không trúng đích nhưng cũng không truy đuổi mà chỉ cười nhạt nói: "Còn chạy hay sao?" Chu Án Nam truyền âm hỏi Hồ Diên Mỹ: "Hắn là ai vậy?" Hồ Diên Mỹ vẫn còn chưa hoàn hồn đang thở dốc, sau khi nghe Chu Án Nam hỏi vội truyền âm đáp: "Chính là lão tặc Thuần Vô Khôn." Lúc ấy Chu Án Nam mới cười nhạt nói: "Ngươi là Thuần Vô Khôn sao?" "Không sai." Thuần Vô Khôn nói tiếp: "Còn ngươi là ai?" Trong khi nói, lão đã từ từ bước ra, song phương cách nhau trong vòng chừng một trường. Nội lực của Thuần Vô Khôn quả nhiên là cao thâm, trời tối như vậy mà lão ta cũng nhìn ra đi cùng với Hồ Diên Mỹ chính là Chu Án Nam. Vì vậy, lão lập tức nói tiếp: "À, thì ra là Nhị A Đầu." Chu Án Nam hừ một tiếng: "Hừ, chính là bổn cô nương đây." Thuần Vô Khôn bỗng nhiên quát to một tiếng: "Thả cửa sắt xuống." Một tiếng ầm khủng khiếp vang lên, một tấm cửa sắt lớn rơi xuống phía sau lưng bọn Chu Án Nam, cắt đứt đường rút lui của bọn họ. Chu Án Nam cười nhạt nói: "Lão tặc, họa đã đến đầu mà còn giở trò sao?" Thuần Vô Khôn không để ý đến câu nói của Chu Án Nam, quay sang nhìn Hồ Diên Mỹ nói: "Tình nhân của ta, tại sao không lên tiếng chứ?" Sau một phút định thần, Hồ Diên Mỹ từ từ lên tiếng: "Ngươi cố ý đợi ta nên đã mai phục ở đây." Thuần Vô Khôn cười nham hiểm: "Đúng vậy, nơi đây là nơi ta và ngươi vụng trộm lần đầu tiên, cho nên ta muốn bố trí ở đây một lần nữa." Chu Án Nam giận dữ nạt ngang: "Cấm miệng." Tiếp đó, nàng bước lên nhìn thẳng lão hỏi: "Tại sao ngươi biết bọn ta sẽ đến đây?" Thuần Vô Khôn cười đáp: "Việc này có gì khó khăn,
nương nương của ngươi có thể phái ả đến đây, ta đâu đến nỗi ngu mà không nghĩ ra chứ. Nhưng còn ngươi đến đây là việc thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ có điều ngươi còn hơi trẻ, còn chưa hiểu gì về phong tình. Chu Án Nam giận tím người, cắt ngang giọng lão quát: "Lão tặc muốn chết!" Vù một tiếng, lưỡi gươm đã đến bên cạnh lão. Thoản Vô Khôn nhanh nhẹn lách người tránh sang một bên, đồng thời vọt người ra sau hơn trượng, rồi sau đó quát lên: "Chán á đầu này lại!" Một loạt tiếng dạ vang lên, bốn gã đại hán không biết từ đâu xuất hiện đã chặn đường Chu Án Nam. Trong tiếng keng va chạm của binh khí, bóng tiếng của Chu Án Nam ý lên một tiếng: "Ấy, bọn này đều là những sát thủ!" "Dừng tay!" Sau khi Thoản Vu Khôn ra lệnh cho bọn chúng dừng tay lại, mới gật đầu nói: "Không sai, nhưng ta không muốn dùng thủ đoạn tàn bạo với các người. Vì vậy ta hy vọng các người hãy ngoan ngoãn đầu hàng để tránh khổ thân xác." Hồ Diên Mỹ cười nhạt: "Người nói quả thật còn hay hơn hát nữa." Thoản Vu Khôn trầm giọng quát: "Đốt đèn lên!" Ánh sáng vừa lóe lên đã đốt cháy bốn ngọn đuốc, soi sáng bên trong đường hầm như là ban ngày vậy. Thoản Vô Khôn sau khi nhìn qua một vòng mới cười híp mắt nói với Hồ Diên Mỹ: "Tình nhân của ta, nơi đây không khác trước là bao phải không?" Hồ Diên Mỹ trong mày hỏi: "Người đã thiết kế lại nơi này sao?" Hiển nhiên ở đây rộng hơn nhiều so với trước đây, cho nên Hồ Diên Mỹ mới hỏi câu này. Thoản Vô Khôn cười âm hiểm nói: "Sau khi ngươi phản bội lại Vô Địch Bảo, ta đã cho người ngày đêm xây dựng lại." Hồ Diên Mỹ cười nhạt nói: "Dùng để chuyên vào việc tiếp đãi ta sao?" "Đúng vậy." Thoản Vô Khôn cười vẻ gian tà: "Gian phòng nhỏ trước đây chỉ có thể để cho hai chúng ta dùng vào việc vụng trộm. Bây giờ ở đây rộng rãi như vậy, chúng ta có thể làm gì cũng được." Chu Án Nam hứ một tiếng nói: "Ngươi suy nghĩ thật là chu đáo." Thoản Vô Khôn cười nói: "Tục ngữ có câu, làm người nếu không nghĩ xa ắt có họa gần. Ta từ một kẻ không một chút tiếng tăm mà có thể lao đến được đài cao danh vọng như ngày hôm nay, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên." Chu Án Nam nhíu mày đổi giọng nói: "Dựa vào những tên này mà có thể ngăn chặn được bọn ta sao?" Thoản Vô Khôn cười ha hả nói: "Tiểu A Đầu, đừng giả vờ nói cứng. Cho dù bọn ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng xông ra được." Chu Án Nam vừa định tuốt gươm ra đã bị Hồ Diên Mỹ cản lại, chuyển âm nói: "Địch đông ta ít, trước mắt chúng ta chỉ có thể đợi bên ngoài phát động tổng tấn công vào mới có cơ hội đột phá vòng vây. Như vậy vừa đỡ được sức lại vừa an toàn." Thoản Vô Khôn cười nhạt: "Ta biết các ngươi đang chờ lão bất tử đến giải cứu cho các ngươi." Hồ Diên Mỹ không để cho lão nói hết lời, vội cắt ngang: "Chúng ta không cần có người đến cứu, tự mình cũng đủ sức xông ra." Thoản Vô Khôn ồ một tiếng: "À, nhưng ta cần nhắc nhở các ngươi, lão bất tử hiện tại đã bị mất tự do rồi." Hồ Diên Mỹ hơi chột dạ nhưng miệng vẫn hứ một tiếng: "Ngươi tưởng rằng bọn ta sẽ tin lời ngươi sao?" Thoản Vô Khôn cười nói: "Được, ta sẽ làm một việc tốt để cho phu thê các ngươi gặp mặt một lần cuối cùng." Nói xong lão liền hạ lệnh: "Mau mời lão ra đến đây." "Dạ." Nhưng từ đằng xa có giọng hoảng hốt vọng đến: "Không xong rồi, lão ra đã trốn mất rồi." Thoản Vô Khôn liền biến sắc mặt, giận dữ quát: "Đồ đáng chết, ngay cả một tên bị điểm huyệt cũng canh giữ không xong." Đồng thời lão ta quát lớn: "Còn mau không đi tìm." Dạ. Trong lúc ấy, đột nhiên có giọng nói từ xa vọng đến: "Không cần phải phí sức, lão phu sẽ tới ngay." Một trận gió thổi đến, Hồ Diên Kỳ đã xuất hiện trước mặt Thoản Vô Khôn khoảng ngoài một trượng. Trước tình hình đó, khiến cho sắc mặt Thoản Vô Khôn biến đổi, cất giọng hỏi: "Là Cổ Phi Quỳnh phản lại ta?" Hồ Diên Kỳ cười một cách thản nhiên: "Đừng nghi oan cho người tốt, Cổ Phi Quỳnh vẫn một mực trung thành với người." Thoản Vô Khôn hứ một tiếng: "Lão đã bị điểm huyệt, vậy ai giải huyệt cho lão?" Hồ Diên Kỳ cười cười nói: "Huyệt đạo của ta vốn không bị điểm, cần gì phải có người giải?" Thoản Vô Khôn cười nhạt: "Ta không tin, lão đã luyện thành công di gân dị huyệt." Hồ Diên Kỳ từ tốn đáp: "Sự thật lúc nào cũng hơn sự hùng biện. Người không khống chế nổi huyệt đạo của ta, điều này không đủ chứng minh sao?" Trong lúc nét mặt của Thoản Vô Khôn đang xa sầm xuống, Hồ Diên Kỳ nghiêm sắc mặt nói với Chu Án Nam: "Nhị tiểu thư, xin người truyền lời cho lệnh sư. Người cũng là ân sư của ta. Xin nói với ân sư rằng, đệ tử như ta cả đời chưa từng làm qua việc tốt. Nhưng trước lúc chết ta quyết định nghe theo lời khuyên dạy của người,
quay đầu trở lại là một việc tốt duy nhất trong cuộc đời của ta. Chu Á Nam cười hỏi, ngươi quả nhiên đã giác ngộ rồi sao? Đúng vậy. Hồ Diên Kỳ thở dài một tiếng. Tuy đã muộn, nhưng cũng có thể xem là làm được một việc ý nghĩa. Sau đó đưa tay chỉ Thuần Vô Khôn quát, tên xúc sanh phản đồ này, để ta thí mạng cùng với ngươi. Chu Á Nam vội vàng nói, không, lão tặc này, nương mẫu của ta, chính anh ca ca và ta đều phải dạy cho hắn một bài học mới can tâm. Cho nên ngươi không cần phải quan tâm đến. Trước tiên, hãy giúp bọn ta xông ra khỏi đường hầm này. Hồ Diên Kỳ cười khổ sở nói, tình hình này ta biết, nhưng ta muốn nói một điều. Hiện tại trong võ lâm, bao gồm luôn cả ta, nếu như đơn đà độc đấu thì không ai là đối thủ của hắn. Thuần Vô Khôn cười nhạt nói, lão đã biết rõ như thế, vậy tại sao còn dám lớn tiếng cùng ta thí mạng? Hồ Diên Kỳ cười nói, chí ít ta cũng có thể làm tiêu hao 2-3 phần chân lực của ngươi. Đến lúc ấy bọn họ ra tay, ta nghĩ sẽ bớt đi được nhiều phiền phức. Tiếp theo, lão đưa mắt nhìn Hồ Diên Mỹ cười gượng nói, Mỹ Mỹ, trong cuộc đời của ta, điều mà ta cảm thấy không an tâm nhất đó chính là nàng. Nhưng những việc trước mắt không thể bỏ qua được, thực sự ta không có thời gian để quan tâm đến nàng. Hồ Diên Mỹ cười đáp, những chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa. Bây giờ lão hãy giúp bọn họ thoát ra khỏi chỗ này. Hồ Diên Mỹ gật đầu đáp, được. Tiếp theo lão trầm giọng quát, mở cửa mau. Nhưng lời nói của lão chẳng có phản ứng gì cả. Ngược lại, Thuần Vô Khôn nhếch miệng cười, lão quên rằng ai là chủ nhân ở đây sao? Hồ Diên Kỳ cười gượng gạo nói, ngoài thí mạng ra, ta không còn cách gì có thể giúp được bọn ngươi cả. Nói dứt câu này, lão nghiêm nét mặt nói tiếp, bây giờ Thuần Vô Khôn để ta lo liệu, còn hai vị lo thu dọn bọn sát thủ, chỉ cần tiêu diệt bọn chúng là có thể thoát được ra ngoài. Đột nhiên có âm thanh của Cổ Phi Quỳnh từ ngoài đường hầm truyền vào, bào chủ, nghe nói lão già đã đến đây. Đúng vậy. Thuần Vô Khôn tiếp lời, ta nghĩ lão đã luyện thành công phu Di Căn Dị Huyệt. Thuần Vô Khôn tiếp lời, ta nghĩ lão đã luyện thành công phu Di Căn Dị Huyệt. Cổ Phi Quỳnh tiếp giọng, cần thiếp và giúp một tay không? Không cần, chỉ cần nàng cùng với Lãnh Vô Tình chấn giữ bên ngoài Ỷ Thúy Lầu được rồi. Được. Tình hình bên ngoài sao rồi? Hai bên đều không có động tĩnh gì. Bây giờ đã là canh mấy? Khoảng chừng canh ba. Thuần Vô Khôn cười lanh lảnh nói, có lẽ bọn chúng có âm mưu khác. Phi Quỳnh, nàng phải cẩn thận một chút, đừng nên lơ là. Cổ Phi Quỳnh ngoan ngoãn nói, dạ thiếp biết rồi. Thuần Vô Khôn nói tiếp, tối đa trong nửa canh giờ ta sẽ trở ra Ỷ Thúy Lầu. Hồ Diên Kỳ cười lạnh nói, xúc xanh, ngươi đừng hòng có cơ hội trở ra ngoài đó. Thì ra trong khi ấy, Hồ Diên Mỹ đã dùng chân khí truyền âm nói cho Hồ Diên Kỳ biết kế sách đi lần này của bọn họ, khiến cho tinh thần lão chấn động. Vì vậy, khi nghe câu nói của Thuần Vô Khôn, lão liền vung kiếm xông lên, lập tức triển khai thế tiến công. Thuần Vô Khôn lão tặc này là một ma đầu trong võ lâm. Đầu óc lão ta linh hoạt, mưu mô xảo quyệt. Trên võ lâm thành tựu của lão cực cao, ngay cả bậc trưởng bối như sư phụ, sư tổ của lão cũng chưa sánh kịp. Lớp hậu bối có thành tựu cao như là Lữ Chính Anh cũng chưa phải là địch thủ của lão. Bây giờ hai thầy trò họ đang giao tranh, Hồ Diên Kỳ dốc hết toàn lực tấn công. Ngược lại Thuần Vô Khôn bình tĩnh phá giải chiêu thức, mặt khác lão trầm giọng quát, nể tình lão trước đây truyền thủ võ công cho ta, cho dù thế nào đi nữa, ta cũng không có ý định giết lão. Hồ Diên Kỳ cười nói, lẽ nào ngươi còn sợ người ta mắng ngươi là kẻ sát sư sao? Thuần Vô Khôn cười nhạt, lão phải biết ta không hề để tâm về những chuyện này. Hồ Diên Kỳ đột nhiên hỏi, thế tại sao ngươi không phản kích lại? Thuần Vô Khôn hứ một tiếng, ta còn muốn cho lão một cơ hội hồi đầu lần cuối. Lúc ấy Chu Án Nam truyền âm nói với Hồ Diên Mỹ, Hồ Diên cô cô, tất cả đều là tại tiểu nhi không tốt, hại cả cô cũng rơi vào trong đây. Hồ Diên Mỹ cũng dùng cách truyền âm cắt ngang lời Chu Án Nam, đừng nói đến chuyện này, tốt nhất là chúng ta hãy chuẩn bị giết địch. Hồ Diên Kỳ đột nhiên trầm giọng quát, hả, ngươi làm gì cứ đứng thừ ra đấy thế? Chu Án Nam mỉm cười nói, đúng vậy, Hồ Diên cô cô, chúng ta cùng xông lên đi. Chu Án Nam vừa dứt lời, cả hai liền vung kiếm song song nhắm về phía Thuần Vô Khôn tấn công. Hai người vừa xuất chiêu, bốn tay sát thủ đứng bên liền vung kiếm ngăn cản lại.
Một tiếng keng nổ vang, hai gã sát thủ trước mặt Chu Á Nam đã bị lưỡi kiếm của nàng đánh lui ra sau hai bước. Nhưng ngược lại bên phía Hồ Diên Mỹ, song phương có vẻ tương sức nhau. Chu Á Nam một chiêu đắc thủ, không đợi cho đối phương có phản ứng gì, liền lập tức như bóng với hình đuổi theo truy kích. Keng, keng, keng. Một loạt tiếng binh khí va chạm nhau. Bên đối phương vốn có hai tên, bây giờ lại có thêm một tên. Những tên sát thủ này, mỗi người đều có những đường kiếm độc đáo riêng. Mặc dù cả ba liên thủ lại với nhau, nhưng cũng không chứa đối nổi đường kiếm hùng hậu của Chu Á Nam. Chu Á Nam trước đây đã từng đọ sức với các sát thủ này, nên nàng đã có kinh nghiệm. Cộng thêm lần này, Á Nam dùng hết sức lực để cho trận chiến mau chóng kết thúc. Vì vậy, ba chiêu vừa phát ra, Á Nam đã biết rõ thế kiếm của bọn họ. Nàng liền vận dụng chiêu thức Ngọc Đai Vĩ Yếu tiếp đỡ ba thanh trường kiếm, đồng thời tay trái điểm tới tên sát thủ đối diện. Chỉ nghe hứ một tiếng, tên sát thủ đối diện đã bị điểm trúng. Chu Á Nam nhanh như điện chớp, tung chân lên đá tên sát thủ bị điểm huyệt về phía Thuần Vu Khôn và lớn tiếng quát: "Thuần Vu lão tặc, theo ta biết đám sát thủ này của ngươi đến bây giờ chỉ còn lại 17 tên mà thôi." Trận ác đấu giữa Thuần Vu Khôn và Hồ Diên Kỳ đã đến giai đoạn quyết định phân thắng bại. Hồ Diên Kỳ đã rơi vào thế hạ phong. Thuần Vu Khôn thuận tay đánh bạt thi thể tên sát thủ đang bay đến. Một mặt tiếp tục giao đấu với Hồ Diên Kỳ, mặt khác cao giọng cười nói: "Không sai, à a đầu này rất biết tính toán. Vừa rồi chết mất một tên không tính, trong đường hầm này vẫn còn đến 9 tên. Chu Á Nam giết chết một tên, hai tên khác lại nhảy vào. Lúc ấy nàng đã trở thành một trọi với bốn, quả thật không phải dễ dàng. Sau khi nghe nói, Á Nam vẻ ngạc nhiên hỏi: "Nói vậy, ngươi bố trí bên ngoài chỉ có 8 tên thôi sao?" Thuần Vô Khôn cười đắc ý nói: "Không sai." Chu Á Nam hỏi tiếp: "Tại sao ngươi bố trí trong đường hầm nhiều người như vậy?" Thuần Vô Khôn càng cười lớn nói: "Đám bộ hạ bên ngoài của ta có thể thắng cả thiên binh vạn mã, cho nên ta mang tới bọn sát thủ bố trí trong này để đợi các ngươi xa lưới." Chu Á Nam cắt ngang lời lão: "Ngươi kêu bọn chúng cùng một lúc lên một lượt đi, để ta khỏi phải phí sức." Lại thêm một tiếng kêu thê thảm vang lên, một thi thể bay về phía Thuần Vô Khôn. Trước tình hình đó khiến cho lão cười nham hiểm nói: "A đầu, giết hết những tên sát thủ này, tự ngươi cũng gần như bọn chúng." Chu Á Nam cười lạnh lùng nói: "Ta còn dùng chưa hết chân lực, cho dù ngươi kêu thêm 8 tên bên ngoài vào, ta cũng có thể lần lượt giết từng tên một." Hồ Diên Kỳ vội vàng lên tiếng: "Hai người mau mở cánh cửa kia ra, sau đó theo hướng cũ thoái lui mới được." Trận ác đấu giữa lão và Thuần Vô Khôn, vốn lão thọt vào thế hạ phong, bây giờ lão lại phân tâm nói chuyện, bất giác bị Thuần Vô Khôn đánh thối lui liên tiếp 3 bước lớn. Chu Á Nam cất cao giọng nói: "Chúng tôi không biết cơ quan mở cửa đặt ở đâu cả." Hồ Diên Kỳ nói: "Dựa vào công lực của hai người, không cần phải tìm cơ quan mở cửa, hai người cứ dùng sức mình đẩy ra là được rồi." "Đúng vậy." Có lẽ Hồ Diên Mỹ thấy Chu Á Nam một trọi với bốn mà còn liên tiếp giết chết hai tên sát thủ, khiến tăng thêm lòng hiếu thắng. Sau khi đáp lại một tiếng, Hồ Diên Mỹ vung kiếm đả thương một tên sát thủ và thuận tay đấm một quyền vào vách tường. Hồ Diên Mỹ vốn một địch với hai, sau khi hạ sát được một tên càng làm cho phấn chấn thêm. Chỉ thấy bà ta một mặt vung kiếm tấn công đẩy lùi tên sát thủ còn lại thoái lui liên tục 3 bước, một mặt mỉm cười nói: "Á Nam, hãy chú ý một chút, đừng để những tên sát thủ kia xông qua bên này. Đợi ta giết chết tên này là có thể giành tay mở cánh cửa kia." Chu Á Nam cũng đáp lại: "10 tên đã đi đứt 3, số còn lại không đủ cho chúng ta giết đâu, xin cứ yên tâm." Trong lúc Chu Á Nam cười nói, lại giết thêm một tên sát thủ và cười nhạt tiếp lời: "10 trừ đi 4, vậy chỉ còn lại 6 mà thôi." Hồ Diên Mỹ nghiến răng quát: "Tiểu tử này, mau nằm xuống." Do vì đồng bọn liên tiếp bị chết thảm, tên sát thủ độc chiến với Hồ Diên Mỹ tinh thần sớm đã bị dao động, nhưng vì không có đường để chạy nên mới liều mạng chống đỡ. Hồ Diên Mỹ dốc toàn lực vào chiêu này, bởi vậy uy phong mãnh liệt vô cùng. Sau tiếng kêu thảm thiết của tên sát thủ đó, Hồ Diên Mỹ cất giọng cười nói: "Chỉ còn lại có 5 tên, toàn bộ giao cho người đó." Nói xong, bắn mình về phía cánh cửa, thử xem có hy vọng mở được cánh cửa sắt này không. Lúc này thì 5 tên sát thủ còn lại tập trung bao vây tấn công Chu Á Nam. Chẳng mấy chốc khiến cho Chu Á Nam rơi vào cảnh nguy khốn. Chu Á Nam tuy rơi vào tình thế bất lợi, nhưng nàng vẫn có thể chống chọi được. Nhưng bên phía Hồ Diên Kỳ tình thế nguy cấp hơn, lão liên tiếp không ngừng lùi về phía sau.
Còn Hồ Diên Mỹ đã dồn hết sức bình sinh, mồ hôi đầm đìa, nhưng cánh cửa sắt vẫn không có chút lay động. Trước tình hình đó khiến cho Hồ Diên Mỹ vô cùng khẩn trương nói: "Á Nam, cánh cửa này không mở ra được." Chú Á Nam do dốc hết toàn lực để đối phó với năm tên cường địch nên không có đáp lại. Ngược lại, Hồ Diên Kỳ cướp lời nói: "Mở không ra thì thôi vậy, mau có giúp nhị tiểu thư giải quyết năm tên sát thủ kia đi, sau đó đến giúp ta." Thuần Vô Khôn cướp lời: "Lão, lão tính chắc ăn như vậy sao?" Xoạt một tiếng, vai trái của Hồ Diên Kỳ đã phun ra máu tươi. Thuần Vô Khôn quát lớn: "Mau buông binh khí xuống, ta sẽ tha mạng cho lão." Hồ Diên Kỳ cười khanh khách: "Ngươi nằm mơ đấy à?" Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa sắt kia đã từ từ chạy lên trên. Thuần Vô Khôn vô cùng kinh ngạc quát lớn: "Ai dám mở cửa?" Một giọng nói oanh vàng từ phía sau cửa truyền vào: "Là ta." Lời còn chưa dứt, chú Án Nam, Hồ Diên Mỹ đã vội kêu lên vui mừng: "Chú tỷ tỷ, mau qua giúp một tay. Chú cô nương đến thật đúng lúc." Chu Quân Ngọc đã lướt mình qua cánh cửa sắt vừa mở lên một nửa, lao vào bên trong. Nàng liền tuốt kiếm ra tham gia vào vòng chiến, đồng thời cười nói: "Tốt, bọn này thật đáng chết." Thêm một tiếng kêu thảm thiết, năm tên sát thủ còn lại chỉ còn có 4 tên. Cục diện trong chốc lát đã biến đổi quá lớn. Thoản Vũ Khôn xem tình thế không ổn, liền gia tăng công lực, làm cho Hồ Diên Kỳ càng khốn đốn hơn. Hồ Diên Mỹ có ý giúp lão, nhưng độ rộng đường hầm có hạn. 4 tên sát thủ, Chu Án Nam và Chu Quân Ngọc, tất cả 6 người đang thi triển chiêu thức nên bà ta không cách gì qua giúp được. Bà ta đảo mắt một vòng, vội vàng thúc giục nói lớn: "Nhị vị tiểu muội, mau phân ra, một người qua giúp cho Hồ Diên Kỳ." Chu Án Nam liền đáp: "Được, để muội đi cho." Trong lúc ấy, Thoản Vô Khôn cười nhạt nói: "Không kịp đâu." Xoạt một tiếng, Hồ Diên Kỳ đã bị trúng một kiếm vào ngực. Nhưng lão ta không hổ là một hào hán, không những lão ta không rên lên tiếng nào, người cũng không hề ngã xuống. Thoản Vô Khôn một kiếm đắc thủ, không cần quay đầu lại, chỉ thấy lão ta phóng vọt ra phía ngoài cửa đường hầm. Hồ Diên Kỳ đột nhiên rút nhanh thanh trường kiếm cắm vào trong ngực mình ra, dùng hết sức phóng về phía Thoản Vô Khôn, đồng lúc giận dữ quát: "Xúc sanh, trả kiếm lại cho người." Thoản Vô Khôn quả thật không ngờ rằng một người sắp chết còn có sức phản kích. Vì vậy trong lúc hắn cảm thấy tình huống bất lợi thì thanh trường kiếm đã cắm vào vai trái của hắn. Nhưng do vết thương của Hồ Diên Kỳ quá nặng cho nên thanh trường kiếm phóng đi với sức mạnh có hạn. Vì vậy thương thế của Thoản Vô Khôn không nặng lắm, hắn vẫn không quay đầu lại, đưa tay nhổ thanh trường kiếm trên vai, nhanh như chớp phóng mình ra ngoài. Sau khi phóng thanh trường kiếm đi, Hồ Diên Kỳ cũng bắt đầu ngã xuống. Trong khi ấy, 4 tên sát thủ còn lại dưới sự xung sát của chú Án Nam và chú Quân Ngọc lại thêm 2 tên đổ xuống. Hồ Diên Mỹ thừa cơ phóng đến bên cạnh Hồ Diên Kỳ, chú Án Nam cũng nhanh chân băng mình qua. Hồ Diên Kỳ dùng hai tay bịt lấy miệng vết thương trước ngực nhưng máu tươi vẫn cứ không ngớt chảy ra. Ánh mắt thất thần của lão lúc ấy ngừng trên gương mặt đẫm lệ của Hồ Diên Mỹ, cười thê lương nói: "Không cần phải buồn, phàm là người sớm muộn gì cũng đều phải chết. Ta chết như vậy cũng là ngoài ý muốn. Nói lại với sư phụ của ta, Thoản Vô Khôn không những trúng một kiếm của ta, còn trúng của ta một trường. Công lực của hắn ít nhất cũng mất đi 3 phần. Hồ Diên Mỹ cắt ngang nói: "Đừng nói nữa, để ta băng bó vết thương lại cho." "Không, không xong rồi." Hồ Diên Kỳ thê lương nói: "Đây quả là báo ứng. Ta tự biết mình sẽ chết. Chỉ là ta có lỗi với nàng." Âm thanh từ từ nhỏ dần, mấy chữ sau cùng gần như không còn phân biệt được nữa. 2 tiếng kêu thê thảm vang lên, 2 tay sát thủ cùng một lúc đều chết dưới tay của Chu Quân Ngọc. Trong khi ấy, Hồ Diên Kỳ chút hơi thở cuối cùng. Hồ Diên Mỹ từ nhỏ sanh trưởng trong một hoàn cảnh dị dạng mà trưởng thành, cá tính phóng đáng nhưng bản tính không xấu xa, lại còn rất trọng tình cảm. Lúc này, bà ta đối diện với thi thể Hồ Diên Kỳ, cũng là ân sư, là nghĩa phụ, là lang quân của bà. Bỗng trong chốc lát, mắt bà đẫm lệ, không biết phải làm thế nào. Mặc dù trong đường hầm lúc này chỉ còn có 3 người, luận về niên kỷ bà ta là lớn nhất, nhưng bà ta không hề có chủ ý gì, chỉ nghẹn ngào hỏi: Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Chu Quân Ngọc nghiêm mặt nói: "Thoản Vô Khôn tội ác tày trời, nhưng ta..." Hồ Diên Mỹ cắt ngang lời Chu Quân Ngọc: "Ta muốn nói là thi thể này." Chu Quân Ngọc đáp: "Thi thể tạm thời vẫn để ở đây, đợi sau khi tiêu diệt sạch toàn bộ người trong bảo
sẽ thu dọn thi thể Hồ Diên Kỳ. Hồ Diên Mỹ trong mày nói, ta lo Thuần Vô Khôn sẽ không bỏ qua. Chu Quân Ngọc trầm giọng nói, trước mắt Thuần Vô Khôn không có thời gian để đối phó với một tử thi, chúng ta bây giờ phải mau rời khỏi đây mới được. Chu Án Nam lúc này mới xen vào nói, đúng vậy, Chu tỷ tỷ, chuyến đi này của tỷ tỷ như thế nào? Chu Quân Ngọc nói, tất cả đều rất thuận lợi, bây giờ chúng ta lập tức đi ngay, phá tín hiệu cho lệnh chủ là có thể quét sạch bọn chúng. Hồ Diên Mỹ đưa tay áo lên lau nước mắt, nghiến răng nói, được, chúng ta đi thôi. Thế rồi, cả ba đều nhìn thi thể của Hồ Diên Kỳ lần cuối, sau đó tất cả lách mình ra khỏi cánh cửa sắt. Bọn họ đã đi trong đường hầm đến một gian thạch thất hoa lệ. Chu Quân Ngọc đang dẫn đường đột nhiên quay lại, làm ám hiệu cho Hồ Diên Mỹ và Chu Án Nam dừng bước. Chỉ nghe một giọng nói âm u phát ra. Ta nói thật cho ngươi biết, trong lúc thủ hạ của ngươi báo cáo với ngươi, ta đã đoán được con đường này của ngươi ắt có âm mưu. Chu Quân Ngọc cười khổ sở, dùng chân khí truyền âm nói, nguy rồi, Đông Phương Tự đã bị khống chế. Chu Án Nam cũng truyền âm nói, người nói hình như là Lãnh Vô Tình. Chu Quân Ngọc gật đầu, không sai. Chỉ nghe giọng nói của Lãnh Vô Tình nói, điều kiện giữa ngươi và bọn chúng là như thế nào? Giọng nói của Đông Phương Tự có vẻ không tự nhiên. Lão gia, đây quả thật là oan ức. Lãnh Vô Tình vung tay tát cho Đông Phương Tự một tát nổi đom đóm. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của Lãnh Vô Tình vang lên, ta đã đích thân tra hỏi năm tên thủ hạ của ngươi, bọn chúng đã khai cả, vậy còn oan ức sao? Thái độ của Đông Phương Tự bỗng chuyển sang cứng rắn, lãnh đạm nói, ngươi đã nói như vậy ta cũng không còn cách nào, nhưng ta không thể không nhắc cho ngươi biết, ngươi có giết ta cũng không khống chế được bọn họ đâu. Giọng nói của Lãnh Vô Tình lại phát ra, khống chế bọn chúng rất đơn giản, bên cạnh mỗi người phái đi một tên bảo đinh là đủ, nhưng ta không muốn như vậy, đương nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Giọng lão ta bỗng trầm xuống, nhưng ngươi phải đem toàn bộ tình hình đã trải qua nói thật cho ta biết và trở về bên cạnh bọn ta. Đông Phương Tự và Lãnh Vô Tình ở trong gian thạch thất chỉ cách chỗ bọn họ có hai gian phòng và một lối đi. Trong khi ba người bọn họ nhẹ nhàng tiến sát về phía gian thạch thất, thì Lãnh Vô Tình dường như phát giác ra, nghiêm giọng quát, ai đó? Hồ Diên Mỹ cố ý bịt mũi, phát ra âm giọng ồ ồ, khởi bẩm lão gia, bảo chủ đất thọ thương nên đặc biệt sai tiểu nhân đến mời lão gia mau mau đến ỷ Thúy Lầu. Bọn họ ba người chia ra ba hướng nép sát vào gian thạch thất. Trong lúc đó, Chu Quân Ngọc đã ra tín hiệu cho Hồ Diên Mỹ đừng có lên tiếng nữa, tự mình tiến sát đến bên cửa gian thạch thất. Chu Án Nam thì ngược lại đến bên dưới cửa sổ chờ đợi để ra tay. Lãnh Vô Tình sau khi nghe xong ngạc nhiên hỏi, bảo chủ bị ai đả thương? Hồ Diên Kỳ. Lãnh Vô Tình ồ một tiếng, Hồ Diên Kỳ không phải đã bị khống chế huyệt đạo rồi sao? Hồ Diên Mỹ đáp, bẩm lão gia, theo như bảo chủ nói, Hồ Diên lão gia đã luyện thành môn công phu di cân dị huyệt, cho nên trên thực tế lão không bị khống chế huyệt đạo. Lãnh Vô Tình hình như bị chú ý bởi biến cố ngoài ý liệu này mà có phần bớt sự phòng bị. Lão ta ổ khẽ một tiếng rồi thong thả bước đến trước cửa sổ. Cửa sổ với cửa ra vào của gian thạch thất thẳng hàng, Chu Án Nam đang giữ ở dưới cửa sổ. Đối với Chu Án Nam mà nói, đây là một cơ hội ám toán đột kích tốt nhất. Nếu như là Chu Thắng Nam hay là Chu Tứ Nương, tất nhiên đột kích việc này không cần phải suy nghĩ đến. Nhưng Chu Án Nam vốn bản tính hiền hậu, nàng cảm thấy đột kích ám toán đối phương không có gì quang minh chính đại. Vì vậy Chu Quân Ngọc nấp sát ở sau cửa lớn, liên tiếp ra hiệu cho Chu Án Nam. Nhưng Án Nam vẫn chần chừ do dự, mãi một lúc sau mới đứng lên quát lớn, lão tặc, hãy xem kiếm của ta. Chưa dứt lời, liền vung kiếm chém về hướng Lãnh Vô Tình. Đương nhiên, hành động này không thể xem là ám toán. Dựa vào thân pháp của Lãnh Vô Tình, tất nhiên có thừa thời gian ứng biến. Sự việc xảy ra bất ngờ, cho nên dù Lãnh Vô Tình là một lão ma đầu, có thể liệt vào hàng số 1 số 2 trong võ lâm đương thời cũng phải thất kinh. Lão ta phải lộn một vòng mới tránh được đường kiếm của Chu Án Nam. Cú lộn vừa rồi của Lãnh Vô Tình vừa có thể tránh được thế đột kích của Chu Án Nam, lại vừa có thể trở lại bên cạnh Đông Phương Tự để giữ Đông Phương Tự làm con tim. Phản ứng của Lãnh Vô Tình tuy nhanh nhẹn, nhưng động tác của Chu Quân Ngọc cũng nhanh không kém. Trong khi Chu Án Nam tấn công Lãnh Vô Tình một kiếm, Chu Quân Ngọc đột nhiên lướt người đứng trước cửa ra vào gian thạch thất, dùng bàn tay phải đang ngưng tụ công lực nãy giờ nhắm hướng Đông Phương Tự ở trong gian thạch thất kéo mạnh.
Đông Phương Tự lập tức bị đại tiếp dẫn thần công hút, toàn thân bay ra khỏi gian thạch thất. Bởi vậy, lúc Lãnh Vô Tình trở vào trong thạch thất, Đông Phương Tự bên cạnh lão đã không cánh mà bay. Chu Quân Ngọc nhất chiêu đắc thủ, lập tức cao giọng nói: "Á Nam sư muội, mau phát tín hiệu cho Lệnh Đường phát động công kích." Chưa dứt lời, Lãnh Vô Tình đã gầm lên, đồng thời vọt người về hướng Chu Á Nam quát: "A đầu, người muốn chết sao?" Trong khi ấy, tiếng thanh tiêu như phượng kêu lên từ trong miệng Chu Á Nam phát ra. Tiếng thanh tiêu của Chu Á Nam nhanh chóng đã bị thế công của Lãnh Vô Tình cắt ngang. Thế công mạnh mẽ nhanh lẹ, dưới sự phẫn nộ của Lãnh Vô Tình khiến cho Chu Á Nam gần như không chống đỡ nổi. Hồ Diên Mỹ thấy tình hình bất lợi cho Chu Á Nam, liền xông vào trợ giúp, cùng lúc thúc giục nói: "Nhị tiểu thư, địa thế ở đây quá hẹp, không tiện thi triển, chúng ta lùi ra ngoài vậy." "Đừng có nằm mơ." Công lực và thiên hạ kiếm pháp của Lãnh Vô Tình tuy cao minh, nhưng dưới sự liên thủ của Chu Á Nam và Hồ Diên Mỹ chưa tỏ ra thắng thế. Chu Á Nam và Hồ Diên Mỹ có thể vừa nghênh chiến vừa thoái lui ra ngoài Ỷ Thúy Lầu. Địa thế Ỷ Thúy Lầu đương nhiên rộng hơn nhiều bên trong, song phương đều có thể tự do ra chiêu. Trong khi đó, Chu Quân Ngọc đã hóa giải huyệt đạo cho Đông Phương Tự, sau đó nói: "Các hạ đứng sang một bên xem thôi, đừng để lại rơi vào tay địch." Đông Phương Tự gượng cười nói: "Sẽ không đâu, hiện tại chỉ có mình lão là biết ta đứng về phía các ngươi." Đông Phương Tự chưa dứt lời thì một luồng gió lạnh lướt tới, cùng lúc tiếng quát theo sau: "Hãy thử binh khí của ta." Keng một tiếng, một thanh trường kiếm của người vừa đến đã bị thế kiếm của Chu Côn Ngọc đánh bật ra. Thì ra đó là một lão nhân mặc áo xanh trạc ngũ tuần. Lão ta cũng chính là nhân vật thuộc cấp hộ pháp trong Vô Địch Bảo. Tất cả những hộ pháp của Vô Địch Bảo đều có thân thủ bất phàm, nhưng vừa rồi địch thủ mà lão ta đụng đến thật sự quá mạnh, bởi vậy lão ta không khác gì phế vật. Chu Quân Ngọc sau khi đánh bạt trường kiếm của đối phương liền cười nhạt nói: "Bản lĩnh như thế cũng khoe khoang sao?" Nhưng lão ta không hiểu câu này, vì người chết làm sao mà hiểu được. Một tên ngã xuống, lập tức lại có thêm ba tên khác xuất hiện. Thì ra tiếng thanh tiêu vừa rồi của Chu Á Nam dùng để báo tin cho Chu Tứ Nương lập tức phát động thế công, nhưng đồng thời cũng dẫn đường cho người của Vô Địch Bảo đến đây. Ba người vừa đến đều là những đại hán có tầm vóc vạm vỡ. Bọn họ vừa đến, Lãnh Vô Tình đã trầm giọng quát: "Các người ba người mau chia ra, một người đi báo cho bảo chủ biết Đông Phương Tự đã phản bội, kêu người mau tìm kế sách khác tốt hơn." Chu Quân Ngọc thi triển kiếm pháp thành vòng tròn, bao lấy ba gã đại hán vào trong, đồng thời cười tươi nói: "Đừng có mà nằm mơ, bọn ngươi chạy không thoát đâu." Chưa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong ba gã đại hán đã có một tên ngã xuống. Trong khi ấy, Đông Phương Tự đã ngầm rút lui, leo lên đỉnh lầu hướng về phía thủ hạ của lão phát ra tín hiệu. Lại thêm hai gã đại hán kêu lên thảm thiết. Do có hiệu lệnh của Đông Phương Tự, cho nên người của Thất Sát Lệnh không hề bị trở ngại của hỏa khí. Nhờ đó mà họ thần tốc tiến vào khu tịnh xá. Chu Quân Ngọc đột nhiên lớn tiếng gọi: "Chúng ta ba người liên thủ lại với nhau để giết lão tặc này." Lãnh Vô Tình xem tình thế bất lợi, không đợi cho Chu Quân Ngọc tham chiến, liền đánh bật trường kiếm của Hồ Diên Mỹ và Chu Á Nam ra sau, sau đó tung người bay lên nóc nhà. Vừa đặt chân xuống nóc nhà, lão ta liền bị một bóng người lướt tới chặn ngang lối thoát. Cùng lúc là giọng cười lanh lảnh: "Bây giờ muốn chạy không kịp đâu." Thì ra người đó chính là Lữ Chính Anh. Sau khi chàng chặn mất lối thoát của Lãnh Vô Tình, lúc bấy giờ Hồ Diên Mỹ, Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam cũng đã vọt người lên trên nóc nhà. Lúc ấy Chu Á Nam vội hỏi: "Chính Anh ca, nương mẫu muội đâu?" Lữ Chính Anh mỉm cười đáp: "Lệnh chủ dẫn theo một số người tấn công Ỷ Thúy Lầu, vì ca ca sợ ở đây xảy ra chuyện nên đến đây trước xem sao." Trong lúc nói chuyện, chàng đã giao đấu với Lãnh Vô Tình hơn 10 chiêu. Lãnh Vô Tình thấy hết đường thoát thân nên quyết liều mạng với bọn họ. Công lực của lão ma đầu này hơn hẳn Lữ Chính Anh, hơn nữa thiên hạ kiếm pháp của lão có thể khắc chế linh xà kiếm pháp của Lữ Chính Anh. Lúc ấy, tổng quản của Thất Sát Lệnh là thông tí thần phán Lưu Tử Kỳ cũng đã có mặt. Lão ta trầm giọng nói: "Chính Anh, chúng ta cùng liên thủ." Lữ Chính Anh vội ngăn lại: "Không, Lưu bá bá, hãy để tiểu điệt khuyên lão ta vài câu." Lưu Tử Kỳ gượng cười nói: "Vậy chẳng khác nào đàn gảy tay trâu." Nhưng mà Lữ Chính Anh nghiêm sắc mặt nói: "Lãnh tiền bối, ân sư đã từng có kết giao với người, xin tiền bối lập tức rút ra khỏi đây." Lãnh Vô Tình cắt ngang lời chàng: "Tiểu tử, ngươi tưởng cho rằng bọn ngươi thắng được ta sao? Sự thật thắng bại đã quá rõ ràng,
Lãnh tiền bối không nghe thấy tình hình bên ngoài sao? Ngươi không cần phải phí lời, ngươi còn thoái lui nữa sẽ rơi xuống nóc nhà ngay. Thì ra trong lúc nói chuyện, Lữ Chính Anh đã bị dồn thoái lui hơn 3 thước. Lời nói của Lãnh Vô Tình ngược lại càng làm tăng thêm ngạo khí trong người chàng. Chàng lập tức nghiêm nét mặt, lạnh lùng nói: chưa chắc đâu. Vù vù vù, liên tiếp mấy thế kiếm, quả nhiên chàng đã dồn Lãnh Vô Tình thoái lui ra sau hơn 2 thước. Lãnh Vô Tình cười ha hả nói: quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng tiếp theo là một tiếng hứ khô khốc: nhưng mà dựa vào bản lĩnh của ngươi chưa đủ, tốt nhất là cả bọn ngươi cùng lên vậy. Lữ Chính Anh đã không còn kiên nhẫn quát: Lãnh tiền bối, đây chính là tài hạ phụng mệnh ân sư khuyên tiền bối. Lãnh Vô Tình liền cướp lời: ta không muốn nghe. Lữ Chính Anh nói lớn: Lưu Bá Bá, xin giúp ta một tay, chúng ta liên thủ lại giết lão ma đầu này. Lưu Tử Kỳ vội nói lớn: được. Chưa dứt lời, Lưu Tử Kỳ đã nhảy vào vòng chiến. Lưu Tử Kỳ tuy chỉ là một cao thủ bình thường, nhưng mà từ sau khi nhận làm trợ thủ đắc lực của Thất Sát Lệnh, dưới sự chỉ dẫn của Chu Tứ Nương và Lữ Chính Anh, cộng thêm sự khổ công luyện tập, võ công của lão không ngừng tiến bộ, chí ít cũng tăng gấp bội. Công lực giữa Lữ Chính Anh và Lãnh Vô Tình gần như là ngang ngửa nhau. Bây giờ có sự trợ sức của Lưu Tử Kỳ, tất nhiên phần thượng phong nghiêng về Lữ Chính Anh. Lưu Tử Kỳ ngoại hiệu là Thông Tí Thần Phán, vì binh khí của lão chính là một ngọn phán quan bút cộng thêm Thông Tí Thần Công. Cái gọi là Thông Tí Thần Công chính là hai cánh tay trái phải muốn ngắn dài tùy ý, môn võ công vô cùng kỳ quái, rất ư là tà môn. Trong lúc thi triển thường thường có thể xảy ra hậu quả không lường trước được. Lưu Tử Kỳ là một lão giang hồ, lão biết rõ tính quan trọng của trận đấu trước mắt phải nhanh chóng kết thúc. Vì vậy mà lão xuất thủ chưa đến 3 chiêu, lập tức tìm sơ hở của đối phương rồi đột ngột dùng tuyệt kỹ Thông Tí Thần Công. Chỉ thấy sau khi lão đánh ra 1 chiêu, tay phải cầm bút đột nhiên ngắn lại, còn tay trái thì dài ra hơn 1 thước. Nhanh như chớp, một chưởng đánh trúng vai phải của Lãnh Vô Tình. Lưu Tử Kỳ không muốn lấy mạng của lão, nếu không dưới chiêu Thông Tí Thần Công vừa rồi, Lãnh Vô Tình muốn giữ mạng già cũng khó. Dưới tình hình như vậy, cho dù Lãnh Vô Tình thân thủ cao thâm đến đâu cũng khó thủ thắng được. Thương thế của Lãnh Vô Tình tuy không mấy nghiêm trọng, nhưng thêm vào kiếm thế hiểm ác của Lữ Chính Anh khiến cho thanh trường kiếm trong tay của lão vụt khỏi tay bắn ra xa. Lữ Chính Anh thừa cơ điểm vào yếu huyệt thất khảm của Lãnh Vô Tình, đồng thời quát lớn: nằm xuống. Thân thủ của Lãnh Vô Tình quả thật cũng không tệ. Dưới tình hình như vậy, Lãnh Vô Tình vẫn có thể ung dung ứng biến, còn cười nhạt nói: chưa chắc đâu. Đúng lúc ấy, thân hình của lão đột nhiên hơi ngả về sau, né tránh sự truy kích của Lữ Chính Anh và Lưu Tử Kỳ, đồng thời tung mình rơi xuống mái nhà, chỉ trong chốc lát biến mất trong màn đêm. Lữ Chính Anh lập tức đuổi theo quát: lão tặc, ngươi trốn không thoát đâu. Tiếng cười của Lãnh Vô Tình từ xa vọng lại: tiểu tử, lão phu ở đây, có bản lãnh hãy đuổi theo ta tự xem. Lãnh Vô Tình hừ lên một tiếng, tung mình về hướng ỷ thúy lầu thoát thân. Lữ Chính Anh cùng mọi người lập tức đuổi theo. Lúc này, đoàn người do Chu Tứ Nương dẫn đầu, sau khi nghe tiếng tín hiệu liên lạc phát ra của Chu Á Nam, cũng đã phát động tiến công, tập trung toàn lực tấn công vào ỷ thúy lầu. Do vì đám hỏa khí trợ thủ của Đông Phương Tự đã trở mặt, vì vậy cuối đoạn đường bọn họ không gặp trở ngại. Có thể nói, bọn họ ồn ồn tiến thẳng lên trước ỷ thúy lầu. Nhưng khi bọn họ đến trước ỷ thúy lầu thì tình huống đã khác hẳn. Chỉ thấy ỷ thúy lầu trong phạm vi hơn 10 trượng đã bị vô số bó đuốc sáng rực bao quanh thành một bức tường lửa. Dưới ánh sáng từ phát ra từ bó đuốc, có thể nhìn thấy những cao thủ của Vô Địch Bảo đang đứng phía bên trong tường chờ đợi. Hơn nữa, thứ lớp rất rõ ràng, lớp thứ nhất là những xạ thủ, lớp thứ hai là những tay xạ tiến, trên đầu những mũi tên của họ lửa cháy đỏ rực. Bên trong những tay xạ tiến mới là những tay cao thủ, tay cầm vũ khí sáng ngời. Thế trận này đương nhiên có sự an bài kỹ lưỡng. Lớp thứ nhất có thể thấy không khó đối phó lắm, còn lớp xạ tiến thứ hai ngược lại khiến cho Chu Tứ Nương phải trao mày. Bà ta quay sang Giả Nam Tinh nói: tại sao ở đây lại có những tay xạ tiến? Giả Nam Tinh hạ thấp giọng đáp: ta nghĩ chắc đó không thể là thủ hạ của Đông Phương Tử, tất nhiên đây là sự an bài của Thuần Vu Khôn. Do vì nơi đây bốn bề vắng lặng, vì vậy cho dù lời nói của Giả Nam Tinh rất nhỏ nhưng vẫn bị đối phương nghe được. Chỉ nghe từ phía đối phương phát ra tiếng cười: ngươi chỉ đoán đúng một nửa mà thôi. Chu Tứ Nương đột nhiên nghiêm giọng quát lớn:
Cổ Phi Quỳnh, ngươi mau ra đây. Giọng nói của Cổ Phi Quỳnh nghe có vẻ chế giễu. Chỉ là nghe giọng nói mà có thể nhận ra ta là ai, quả nhiên khâm phục. Giả Nam Tinh đưa tay ra hiệu cho chú tứ nương tạm thời đừng có xuất thủ. Sau đó lão trầm giọng nói, câu nói vừa rồi là có ý gì? Cổ Phi Quỳnh cười nói, ta nói các ngươi chỉ đoán đúng có một nửa, có nghĩa là những tay xạ tiến trước mặt bọn ngươi có một nửa là do bảo chủ đặc biệt huấn luyện, còn một nửa là sau khi lãnh lão gia phát hiện ra Đông Phương Tự phản bội đã tạm thời phái người cướp lại số hỏa khí. Giả Nam Tinh ồ một tiếng, ngươi hãy gọi Thuần Vu Khôn ra đây. Cổ Phi Quỳnh cười nói, xin thứ lỗi, bảo chủ của ta hiện tại không tiếp một ai. Giả Nam Tinh cười nhạt, bọn ngươi đã có an bài sẵn, vậy tại sao còn phải rút đầu như rùa không dám gặp ai? Cổ Phi Quỳnh cười nói, nếu như muốn đạt được thắng lợi lớn, các ngươi không lý không phải bỏ ra công sức phải không? Tiếp sau đó y thị bổ sung thêm, bảo chủ của bọn ta cũng đã từng nói qua, chỉ cần các ngươi có thể tấn công vào Ỷ Thúy Lầu thì người sẽ đích thân tiếp kiến các ngươi. Những lời này làm cho Giả Nam Tinh không biết phải trả lời như thế nào. Chủ tướng nương chuyển âm nói, lão già, người nói Thuần Vu Khôn lão tặc đang giở trò quỷ quái gì đây? Giả Nam Tinh chuyển âm nói, ta nghĩ lão ta không thể giở trò gì đâu. Giả Nam Tinh trầm tư một hồi rồi sau đó nói tiếp, tình thế bây giờ không tiện tấn công. Chu tứ nương cắt ngang lời lão, không, ta đang chuẩn bị tiến công. Ta muốn lấy độc trị độc, phái thủ hạ của Đông Phương Tự tập trung hỏa lực lại, đốt lão ta trở tay không kịp. Giả Nam Tinh nghiêm sắc mặt nói, biện pháp này có thể sử dụng được, có điều sẽ sát hại nhiều người vô tội. Chu tứ nương cắt ngang lời lão, bây giờ không nên nghĩ nhiều như vậy. Giả Nam Tinh ngẩng đầu lên, quét nhìn một lượt Ỷ Thúy Lầu sau đó nói, có một biện pháp, để ta mang thanh điêu tấn công từ phía trên đỉnh lầu xuống, như vậy có thể trong ngoài hiệp kích. Chu tứ nương liên tục gật đầu nói, đúng đúng, nhưng mà việc này để cho ta đi. Đúng lúc ấy có tiếng của Lữ Chính Anh truyền đến. Giả Nam Tinh và chú tứ nương như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Giả Nam Tinh lại dùng truyền âm nói, lệnh chủ, bọn ta tạm thời đừng ra tay, đợi sau khi bọn người Lữ Chính Anh đến hãy tính. Chú tứ nương gượng cười nói, bây giờ không đợi cũng không được. Lãnh Vô Tình sau khi hú một tiếng đào tẩu vào trong Ỷ Thúy Lầu, thì Lữ Chính Anh, chú Án Nam, chú Quân Ngọc, Hồ Diên Mỹ cũng đồng loạt đuổi theo đến. Sau khi Hồ Diên Mỹ đem tất cả sự tình xảy ra trong tịnh xá kể lại cho Giả Nam Tinh nghe, lúc ấy chú tứ nương ồ một tiếng nói, hóa ra lão tặc Thuần Vô Khôn đã bị thọ thương, chẳng trách gì lão ta chẳng dám ló đầu ra. Hồ Diên Mỹ đem những lời trước lúc lâm chung của Hồ Diên Kỳ thuật lại cho Giả Nam Tinh nghe. Lão nghe xong cảm thấy khảng khái vô cùng. Giả Nam Tinh nghe xong thở dài một tiếng, quay sang nói với chú tứ nương, lệnh chủ, Thuần Vô Khôn đã đến đường cùng, hay là chúng ta theo kế hoạch vừa rồi mà hành động? Được. Chu tứ nương hướng về phía Lâm Trung nói, Lâm Trung, ngươi đi mời Đông Phương Tự đến đây, đồng thời đem thanh điêu của ta đến, nhớ hành động bí mật. Lâm Trung dạ một tiếng nói, dạ, thuộc hạ biết. Giả Nam Tinh hướng lên Ỷ Thúy Lầu hạ giọng quát, ngươi có vô địch bảo nghe đây, Thuần Vô Khôn đã trúng thương tử thủ, hiện tại như cá mắc cạn. Lệnh chủ của bọn ta là người nhân tử, không muốn giết hại những kẻ vô tội. Trừ những tên đầu sỏ ra, những người khác đều sẽ không bị truy cứu. Hy vọng chư vị đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, hãy quay về với chính nghĩa. Trên Ỷ Thúy Lầu đột nhiên vang ra giọng nói của Thuần Vô Khôn, cấm miệng ngay. Giả Nam Tinh cười ha hả nói, tên tiểu tử này rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Lúc ấy giọng nói của Lãnh Vô Tình cũng truyền ra từ đỉnh lầu, Giả Nam Tinh, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ai chết về tay ai đến bây giờ vẫn còn chưa biết. Giả Nam Tinh nghiêm nét mặt nói, lão bằng hữu, ngươi không liệt vào hàng thủ lĩnh, hy vọng đừng tự hại mình, hãy mau rời khỏi chỗ thị phi này. Dứt lời, lão đưa mắt nhìn một lượt, chỉ thấy những tay xạ tiến của Đông Phương Tự đã tập trung đầy đủ. Lão liền cất cao giọng nói, ngươi có vô địch bảo chú ý, bọn môn đã tụ tập hơn 100 tay xạ thủ, chuẩn bị lập tức phát động hỏa công. Nếu như các ngươi không lập tức buông vũ khí đầu hàng thì đừng trách bọn ta vô tình. Bên phía vô địch bảo ngược lại không có phản ứng gì cả. Chu tứ nương sau khi dùng truyền âm căn dặn Giả Nam Tinh và Lữ Chính Anh hai người vài điều rồi âm thầm thoái lui. Lữ Chính Anh cao giọng quát,
Thuần Vu Khôn, bây giờ là lúc ngươi đền nợ máu. Ngươi hãy tỏ ra là nam tử hán một chút, đừng giống như con rùa không dám ló đầu ra. Từ trên ỷ thúy lầu vọng xuống tiếng cười của Thuần Vu Khôn. Tiểu tử kia, tử thần đã chiếu mạng ngươi, còn ở đó lớn tiếng. Tiếp theo lão hạ giọng. Lão phu đang ở đây, cứ việc tấn công vào. Bất ngờ một bóng đen mang theo một trận gió từ trong màn đêm bay về phía đỉnh ỷ thúy lầu. Thuần Vu Khôn quát lớn. Các tiễn thủ tập trung xạ kích. Một trận mưa tên bắn về phía bóng đen. Hóa ra Chu Tứ Nương đã dùng thanh điêu xông về hướng ỷ thúy lầu để chuẩn bị thực hành kế sách nội ngoại hợp công. Nhưng lão hồ ly Thuần Vu Khôn không những bố trí những tay xạ tiễn xung quanh dưới lầu, mà trên mỗi tầng ỷ thúy lầu cũng đều có mai phục. Vì thế Chu Tứ Nương đành phải cho thanh điêu né tránh thoát ra. Thuần Vu Khôn cười ha hả nói. Tứ Nương, ỷ thúy lầu có vô số hào nước nóng, ta khuyên ngươi hay là chết cách này vậy. Không ngờ trong lúc Chu Tứ Nương dùng thanh điêu xông vào gây sự chú ý của bọn xạ tiến, Giả Nam Tinh, Lữ Chính Anh, Chu Quân Ngọc, Chu Án Nam, Hồ Diên Mỹ, Thủy Ngân Cô lợi dụng cơ hội hiếm hoi này lũ lượt vượt qua phòng tuyến của đối phương, triển khai thế tấn công thần tốc. Chẳng mấy chốc một trận xung sát đã xảy ra, người có vô địch bảo kêu gào thảm thiết vang dậy cả một vùng. Do vì bọn Chính Anh đều là những nhân vật cao thủ, thêm vào thế tấn công bất ngờ và dưới tình huống hỗn chiến tương cận, cho nên những tay xạ tiễn của vô địch bảo hoàn toàn mất đi tác dụng. Giả Nam Tinh hạ giọng nói, buông vũ khí sẽ được thoát chết. Nhưng lão chưa dứt lời đã bị Lãnh Vô Tình cắt ngang. Giả Nam Tinh, người ép người quá đáng. Lãnh Vô Tình, lão tặc này quả thật lợi hại. Cho dù vừa rồi đã bị trúng thông thí thần công của Lưu Tử Kỳ, nhưng lúc này giao đấu với Giả Nam Tinh giống như mãnh hổ. Lúc ấy toàn bộ cao thủ của vô địch bảo, bao gồm cả đồ đệ, tỷ thiếp và 8 tay sát thủ còn lại của Thuần Vu Khôn đều ra nghênh chiến. Các cao thủ còn lại của Quần Hùng, dưới sự điều khiển của Chánh Phó Tổng Quản, hai hộ giá song tướng Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân, Thủy Tương Vân, Chu Thắng Nam lần lượt xông lên. Chỉ một thoáng sau đã trở thành một trận hỗn chiến kịch liệt. Lúc này chỉ thấy đầu người và tứ chi bay tung tóe, tiếng kêu gào thê thảm khiến cho người nghe phải biến sắc, kẻ nhìn thấy thì phải kinh tâm. Nhưng trong lúc khẩn trương ấy, không có Lữ Chính Anh và Hồ Diên Mỹ trong hỗn chiến, không biết hai người này đã chạy đi đâu. Lãnh Vô Tình vừa dứt lời, Giả Nam Tinh vội tiếp lời. Lão huynh, đến bây giờ vẫn xem ngươi như là bạn. Hiện tại ngươi cũng đã nhìn thấy tình thế trước mắt, thoái lui vẫn còn kịp đó. Lãnh Vô Tình nghiến răng giận dữ nói. Hai đứa hài nhi của ta đều đã không còn, vậy ta còn rút lui để làm gì chứ? Giả Nam Tinh lắc đầu thở dài. Ngươi nhất định phải thí mạng với ta mới được sao? Không sai. Lãnh Vô Tình cười nhạt nói. Đêm nay hai người chúng ta phải có người còn kẻ mất. Bên cạnh Giả Nam Tinh và Lãnh Vô Tình lúc ấy chính là Cổ Phi Quỳnh. Chỉ thấy Cổ Phi Quỳnh như hổ điên tả xung hữu đột. Chỉ trong khoảnh khắc, những cao thủ của Thất Sát Lệnh và nữ kiếm sĩ ít nhất có hơn 10 người chết dưới kiếm của Y Thị. Chu Thắng Nam, Thủy Tương Vân, do vì khoảng cách giữa hai người với Cổ Phi Quỳnh tương đối gần, vì vậy họ đồng loạt hét lên một tiếng xông vào lại. Nhưng Cổ Phi Quỳnh đã liều chết thoát thân, nên dựa vào Chu Thắng Nam và Thủy Tương Vân khó mà cản trở được. Vì thế chẳng bao lâu hai người họ đã rơi vào thế bất lợi. Lúc ấy Cổ Phi Quỳnh thừa thắng xông lên, mặt khác cười nham hiểm quát. Á đầu, mau nằm xuống. Đừng ở đó nằm mơ. Đột nhiên keng một tiếng, thanh trường kiếm của Cổ Phi Quỳnh đã bị Chu Tứ Nương đánh bạt ra. Chu Tứ Nương sau khi phá giải kiếm thế của Cổ Phi Quỳnh đã lập tức hạ giọng nói. Hai người lui ra. Chưa dứt lời liền vung kiếm phản kích lại. Vù, vù, vù. Liên tiếp ba thế kiếm làm cho Cổ Phi Quỳnh phải thoái lui ra sau ba bước, đồng thời quát lên. Yêu phụ, đêm nay có ta thì không có người. Cổ Phi Quỳnh vừa tiếp chiêu vừa cười nhạt nói. Chưa chắc. Tuy Cổ Phi Quỳnh là trợ thủ đắc lực của Thuần Vu Khôn, nhưng nếu đem so sánh với Chu Tứ Nương thì còn quá kém. Vì vậy, song phương giao đấu chưa đến 10 chiêu, Cổ Phi Quỳnh đã bị bức bách thoái lui ra sau hơn 7 thước. Chu Tứ Nương vừa liên tiếp tấn công, vừa cười lạnh lùng nói. Yêu phụ, ngươi là trợ thủ đắc lực của lão Thuần Vu Khôn, nợ máu cũng không phải ít, cho nên hôm nay ta không giết ngươi cũng không được. Cổ Phi Quỳnh tuy đã rơi vào thế hạ phong, nhưng Chu Tứ Nương muốn kết thúc, e rằng phải đánh thêm vài trăm chiêu. Vừa rồi, Chu Thăng Nam bị Cổ Phi Quỳnh đánh trúng một kiếm,
Nếu lúc ấy không có Chu Tứ Nương nhanh tay tiếp cứu, có lẽ bây giờ nàng đã hóa ra người thiên cổ rồi. Nhân lúc Cổ Phi Quỳnh lo trông đỡ những thế kiếm hiểm hóc của Chu Tứ Nương, Thủy Tương Vân tự xé vạt áo của mình băng vết thương cho Chu Án Nam, và nàng thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, thương thế của người không nặng lắm, nhưng cũng có thể nói là không phải nhẹ. Tạm thời tiểu thư đừng tiếp tục tham chiến, để ta chăm sóc cho tiểu thư." Chu Thắng Nam trong mày nói: "Nhưng mà bây giờ chính là lúc quan trọng." Thủy Tương Vân vội cắt ngang: "Không hề gì, địch quân thương vong nhiều hơn phe ta gấp 4 lần, chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế." Chu Thắng Nam cười khổ sở nói: "Thật là kỳ quái, đến lúc khẩn trương như vậy, tại sao không thấy Lữ Chính Anh?" Thủy Tương Vân dùng truyền âm nói: "Có thể là đang đi tìm Thuần Vô Khôn. Có thể là đang đi tìm Thuần Vô Khôn." Chu Thắng Nam ồ một tiếng rồi đột nhiên nói: "Tương Vân sư muội, muội không hận ta sao?" Thủy Tương Vân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ta lại hận đại tiểu thư?" Chu Thắng Nam bỗng nhiên cười nói: "Trước đây ở bên bờ sông Hạ Khẩu, ta đã từng không khách sáo với muội." Thủy Tương Vân à một tiếng tươi cười nói: "Sự việc đã qua, nhắc lại làm gì chứ?" Chu Thắng Nam có vẻ cảm kích nói: "Tương Vân sư muội, muội thật là tốt." "Đại tiểu thư cũng vậy." Thủy Tương Vân lại cười nói tiếp: "Đi thôi, chúng ta đừng đứng chết ở đây, xem bên kia có gì thuận tiện giết vài tên chơi." Lúc này toàn bộ tình thế đã bị nhóm người của Thất Sát Lệnh khống chế. Môn hạ đệ tử và thi thiếp của Thuần Vô Khôn đã bị thương vong quá nửa. Về phía quần hùng Thất Sát Lệnh, số thương vong cũng không ít. Về phần cao thủ, ngoài Chu Thắng Nam bị thương ra, còn có Thượng Quan Tố Vân và Lộ Thanh Bình. Hai vị cô nương này vì có ý chí phục thù nên biểu hiện chẳng kém gì Chu Tứ Nương và Lữ Chính Anh. Bởi vì hai người quyết liều mạng, cho nên toàn thân họ đều dính máu, đến nỗi không còn phân biệt được là máu của kẻ thù hay là của chính mình. Thế nhưng thương thế của họ không mấy nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da. Tuy người của họ đầy vết máu nhưng không hề ảnh hưởng đến dũng khí của họ. Về phía quần hùng Thất Sát Lệnh đều có sách lược cả, sau đó mới hành sự. Cho dù trong khi hành động có một vài tình huống ngoài dự liệu xảy ra, nhưng từ khi bắt đầu cuộc chiến, mọi người đều có riêng nhiệm vụ hành động. Luận về võ công, Chu Quân Ngọc và Chu Án Nam chỉ đứng sau Giả Nam Tinh, Lữ Chính Anh và Chu Tứ Nương. Nhưng vì hai người bọn họ không có một nhiệm vụ cố định, nên họ đành phải tả xung hữu đột, động ai giết nấy. Ở đâu gặp nguy hiểm, cả hai đều đến tiếp ứng. Vì vậy, tuy hai người không có nhiệm vụ cố định, nhưng thật ra so với mọi người, bọn họ bận rộn nhất và cũng là người giết nhiều địch nhất. Về phần Vô Địch Bảo tuy đã thất thế, nhưng trận chiến vẫn còn xảy ra ác liệt. Nói về phía Lữ Chính Anh và Hồ Diên Mỹ, cả hai nhân lúc tình thế lộn xộn đã âm thầm rút lui ra phía sau ỷ Thúy Lầu. Mặt sau của ỷ Thúy Lầu chính là Đông Hồ nổi tiếng. Giữa mặt hồ và ỷ Thúy Lầu là một gò đất rộng 4-5 trượng. Trên gò đất toàn là cỏ dại cao cỡ đầu người, quả là một nơi hoang vu. Lữ Chính Anh và Hồ Diên Mỹ liền lấp mình sau đám cỏ dại chờ đợi. Một thời gian trôi qua, Lữ Chính Anh dùng truyền âm nói: "Hồ Diên phu nhân, lão tặc Thuần Vô Khôn phải chăng còn đường rút lui khác?" "Không thể nào." Hồ Diên Mỹ dùng truyền âm nói: "Vừa rồi ngươi không nhìn thấy trong đám phi lao có động một chiếc thuyền con sao?" Lữ Chính Anh nói: "Chiếc thuyền con đó phải chăng đã có sẵn từ trước?" Hồ Diên Mỹ gật đầu đáp: "Đúng thế, cũng vì ta biết trước đó đã có sẵn một chiếc thuyền con, vì vậy ta mới quả quyết lão tặc nhất định thoát thân bằng con đường này." Lữ Chính Anh thở nhẹ một tiếng: "Lão tặc đã đến đường cùng, không ngờ còn định tìm đường trốn." Hồ Diên Mỹ cười nói: "Quần hùng nhất quyết không bỏ qua mạng già của lão." Lữ Chính Anh gật đầu nói: "Hồ Diên phu nhân nói rất phải. Ở phía trước bọn họ quyết đấu rất ác liệt, vậy mà chúng ta ở đây hóng gió, quả thật có vẻ không đúng." "Không thể nói vậy được." Hồ Diên Mỹ mỉm cười nói: "Nhiệm vụ của chúng ta không giống bọn họ." Lữ Chính Anh bỗng nhiên nói nhanh: "Hình như có động tĩnh rồi đấy." Cuộc nói chuyện truyền âm của hai người đến đây thì chấm dứt. Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía ỷ Thúy Lầu. Chỉ thấy một cửa sổ trên tầng cao nhất, có người thò đầu ra nhìn xuống dưới. Nhưng trời tối lại thêm khoảng cách hơi xa nên không nhận ra kẻ đó là ai. Hồ Diên Mỹ sau khi chú ý nhìn một hồi bèn truyền âm nói: "Nhất định là lão tặc." Lữ Chính Anh dùng truyền âm hỏi: "Sao Hồ Diên phu nhân có thể nhìn rõ như vậy?" Hồ Diên Mỹ cười nói: "Công lực của ngươi hơn ta, ngươi còn không nhìn rõ, vậy ta làm sao nhìn rõ được chứ?"
Lữ Chính Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế tại sao người khẳng định như vậy? Hồ Diên Mỹ cười cười nói, bởi vì chỗ cửa sổ chính là gian phòng của Thuần Vu Khôn. Người bên trên cửa sổ bất chợt phóng mình nhảy xuống như là một cánh chim vậy. Chỉ cần chạm nhẹ vào mái lầu thứ hai là bóng đen kia có thể rơi xuống giữa chừng những cây bụi dưới đất. Tuy chỗ người kia rơi xuống cách nơi Lữ Chính Anh và Hồ Diên Mỹ ẩn náu có đến 15-16 trượng, nhưng trong lúc này hai người đã nhìn rõ ràng bóng đen kia không phải là ai khác mà đó chính là Thuần Vu Khôn. Lữ Chính Anh không chậm chế tung mình rời khỏi chỗ nấp, vọt nhanh về phía cuối lộ dẫn đến chiếc thuyền, đồng thời cười nhạt nói, Thuần Vu Khôn, thủ hạ của ngươi còn chưa biết sống chết ra sao, ngươi đành lòng bỏ chúng chạy trốn sao? Thuần Vu Khôn vẫn im lặng trong đám bụi cây không hề có phản ứng gì. Đúng ngay lúc ấy có hai bóng người cùng rơi xuống cách chỗ Thuần Vu Khôn chừng 8 thước. Đó chính là hai đồ đệ hàng đầu của Thuần Vu Khôn là Kim Thạch Minh và Văn Nhân Ngọc. Lữ Chính Anh lại trầm giọng quát, lão tặc Thuần Vu Khôn đừng giả vờ nữa, máu ra đây chịu chết. Thuần Vu Khôn đột nhiên đứng phát dậy, cười nhạt nói, tiểu tử, chết đến nơi còn dám to tiếng. Tình hình trước mắt đối với Lữ Chính Anh mà nói có thể xem là thủ nhân gặp nhau. Chỉ thấy hai mắt chàng phát ra hai tia nhìn lạnh buốt, còn miệng quát lớn, lão tặc, nợ máu phải trả bằng máu, bây giờ là lúc ngươi phải trả món nợ máu diệt môn của ngươi rồi đó. Chưa dứt lời, cả người lẫn kiếm đã bắn nhanh như tên về phía Thuần Vu Khôn. Chỉ nghe tiếng của Hồ Diên Mỹ nói lớn, phó lệnh chủ, hãy cẩn thận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai ánh lửa giao vào nhau bắn nhanh về phía Lữ Chính Anh. Đồng lúc ấy, Thuần Vu Khôn quát lớn, dâm phụ, lão phu sẽ lấy mạng ngươi trước. Vừa dứt lời, người lão đã bay lên không trung, nhắm hướng Hồ Diên Mỹ bổ xuống. Tình hình trước mắt quả thật là một sự thay đổi ngoài ý muốn. Bởi vì ai cũng không nghĩ rằng trên người của Kim Thạch Minh và Văn Nhân Ngọc có mang theo kịch độc phun lửa, lợi dụng trong lúc Lữ Chính Anh bay người về phía Thuần Vu Khôn thì bọn chúng ra tay. Trước diễn biến xảy ra quá bất ngờ này khiến cho Lữ Chính Anh và Hồ Diên Mỹ rơi vào trong thế hiểm. Nguy hiểm đang kề cận, nhưng Lữ Chính Anh vẫn bình tĩnh lăn người xuống đất tránh đi hai viên liệt đạn. Còn Hồ Diên Mỹ tuy không phải là đối thủ của Thuần Vu Khôn, nhưng Thuần Vu Khôn trên người đã bị thọ thương, vì vậy trong đỡ 5-10 chiêu của lão đương nhiên không thành vấn đề. Lữ Chính Anh tin rằng chỉ cần Hồ Diên Mỹ kéo dài thời gian thêm vài mươi chiêu thì đủ để chàng giải quyết hai tên Kim Thạch Minh và Văn Nhân Ngọc. Bởi vì nghĩ như vậy cho nên sau khi lộn một vòng, chàng lập tức tung người bắn mình về phía ẩn thân của Kim Thạch Minh và Văn Nhân Ngọc. Đúng lúc Kim Thạch Minh và Văn Nhân Ngọc đang bổ người về phía Lữ Chính Anh, vì vậy không hẹn mà cả ba đều đụng đầu nhau trên không. Chỉ nghe một tiếng ầm dậy đất, tiếp theo là tiếng kêu thê thảm. Lữ Chính Anh từ từ rơi xuống đất, còn Kim Thạch Minh đã bị đánh gãy tay phải, bay ra xa ngoài 3 trượng. Văn Nhân Ngọc thì bị một trường của Lữ Chính Anh đánh rơi vào những bụi cỏ xa ngoài 1 trượng. Lữ Chính Anh hy vọng trận đấu mau kết thúc để Hồ Diên Mỹ khỏi rơi vào nguy cảnh, vì vậy vừa ra chiêu chàng đã dùng hết chân lực. Sau một trường đánh trọng thương hai đệ tử tâm đắc của Thuần Vu Khôn, Lữ Chính Anh không hề chậm chế băng người phóng mình về phía Thuần Vu Khôn, miệng quát lớn, lão tặc, hãy nộp mạng. Thuần Vu Khôn tuy đã đánh Hồ Diên Mỹ lùi ra sau, nhưng trong thời gian ngắn ngủi lão không cách nào thu phục được Hồ Diên Mỹ. Trong khi Lữ Chính Anh một chiêu đả thương hai tên thủ hạ của lão, trong lòng lão cảm thấy thất kinh. Lão tập trung toàn lực đánh một trường đẩy lùi Hồ Diên Mỹ ra sau một bước lớn và nhanh như chớp phóng mình về phía chiếc thuyền bên hồ định tháo chạy. Lữ Chính Anh thấy vậy vội hét vang một tiếng, phóng thanh trường kiếm trong tay về phía Thuần Vu Khôn. Thế nào đi nữa thì đường kiếm bay vẫn nhanh hơn con người, vì thế Thuần Vu Khôn không thể không đưa kiếm ra đánh rơi. Vì thế Thuần Vu Khôn không thể không đưa kiếm ra đánh rơi thanh trường kiếm đang lao tới của Lữ Chính Anh. Trong lúc Thuần Vu Khôn lo ứng phó với thanh kiếm của Lữ Chính Anh thì chàng cũng vươn lên kịp, cùng lúc quát to, lão tặc, lưới trời lồng lộng, ngươi không thoát được đâu. Đêm nay là lúc ngươi phải trả nợ máu cho Lữ gia ta. Trong khi nói, cả hai đã xông vào quyết đấu kịch liệt. Lúc này, do tác dụng phún hỏa đồng của Văn Nhân Ngọc và Vân Thạch Minh vừa rồi đã khiến những đám cỏ xung quanh đều đã bị thiêu cháy. Chẳng mấy chốc đã biến thành một đám cháy dữ dội chiếu sáng cả mặt hồ. Chỉ thấy một bóng người từ trên đỉnh Ỷ Thúy lầu bay xuống, đồng thời có tiếng nói rằng, chính anh ca ca, cần mọi giúp một tay không? Hóa ra đó là Chu Án Nam. Thuần Vu Khôn tự biết đã hết đường thoát thân, nhưng cũng không chịu nỡ bỏ mạng. Vì thế lão ta đã bị thọ thương, lão vẫn dùng mãnh như hổ điên,
khiến cho Lữ Chính Anh chẳng làm gì được. Chính Anh biết rõ lão ta đã có ý thí mạng, tự nhiên chàng không dại gì liều mình với lão. Một mặt chàng quyết đấu để làm tiêu hao chân khí của Thuần Vô Khôn, mặt khác nói với Chu Án Nam: "Đã tạ muội, không cần đâu." Tiếp theo chàng chợt hỏi: "Tình hình phía trước thế nào rồi?" Chu Án Nam mỉm cười nói: "Chỉ còn ân sư và nương mẫu của tiểu muội còn đang song chiến với Lãnh Vô Tình. À đúng rồi, nương nương của muội nói rằng lão tặc Thuần Vô Khôn phải đợi người đến mới có thể giết được." Lữ Chính Anh cười thong thả nói: "Được mà." Thuần Vô Khôn cười nhạt, dùng hết công lực tấn công. Thế công của lão tặc càng lúc càng lợi hại, áp đảo Lữ Chính Anh thoái lui ra sau liên tục mấy bước. Lữ Chính Anh cười lớn nói: "Lão tặc định tiến công để tìm đường trốn sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi." Thuần Vô Khôn cười xảo quyệt nói: "Lão phu đã muốn chạy thì không có ai ngăn cản được." Trong khi nói, lão đưa kiếm gạt mạnh trường kiếm của Lữ Chính Anh, đồng thời vọt mình đảo tẩu. Lữ Chính Anh bất chấp nguy hiểm lướt nhanh đến cản đường. Một loạt tiếng va chạm binh khí vang lên, sau đó cả hai đều rơi xuống đất. Chỉ nghe Thuần Vô Khôn cười đắc ý nói: "Tiểu tử, mùi vị thế nào?" Hóa ra trong chiêu thí mạng vừa rồi của Thuần Vô Khôn, do vì Lữ Chính Anh không màng nguy hiểm ngăn chặn nên mới bị thụ thương. Chỉ thấy vai trái của Lữ Chính Anh đầm đìa máu tươi, hiển nhiên vết thương không phải nhẹ. Nhưng công lực của chàng không vì bị thọ thương mà ảnh hưởng. Chàng vẫn hùng hổ xông lên trước ngăn chặn, cười gằn quát: "Lão tặc, ngươi chạy không thoát đâu." Chu Án Nam nhìn thấy Lữ Chính Anh đã bị trọng thương, trong lòng thấp thỏm không yên. Sau khi hét lớn một tiếng, nàng cũng nhảy vào vòng chiến. Ngay lúc ấy, một tiếng thanh tiêu trong màn đêm truyền đến. Chu Án Nam không nén được vui vẻ, mừng reo lên: "Chính Anh ca ca, nương nương của muội đến rồi." Một bóng người từ trên đỉnh Ỷ Thúy Lầu bay nhanh xuống như một con thần ưng vậy. Người chưa đến đang nghe tiếng quát: "A Đầu, tránh sang một bên." Chu Án Nam dạ một tiếng, đứng sang một phía. Chu tứ nương như thiên thần từ trên trời giáng xuống, lưỡi kiếm của bà ta đánh vẹt lưỡi kiếm của Thuần Vô Khôn, cùng lúc hạ giọng nói: "Chính Anh, ngươi đã bị trọng thương, mau thoái lui ra sau." Thuần Vô Khôn múa kiếm phản kích lại, lão còn cười xảo quyệt nói: "Các ngươi đồng loạt lên đi, lão phu muốn đưa lũ ngươi đi cùng một lượt." Lữ Chính Anh lớn tiếng nói: "Lệnh chủ, bây giờ là lúc Chính Anh này đòi lại nợ máu của nhà họ Lữ. Một chút thương thế thế này có đáng gì đâu chứ?" Chu tứ nương gật đầu nói: "Tốt, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết lão tặc này." Chu Án Nam với giọng bi thương nói: "Nương nương, phụ thân cũng bị lão này gián tiếp giết chết, nữ nhi cũng muốn có một phần." Chưa nói hết câu, người đã nhảy vào tham chiến. Chu tứ nương do vì chiến đấu trong một thời gian dài nên người cũng đã mệt mỏi, còn Lữ Chính Anh thì bị thọ thương bên vai trái. Bởi vậy cho dù cả hai đều có ý chí phục thù, nhưng so với công lực bình thường quả thực giảm sút rất nhiều. Và lại Thuần Vô Khôn muốn liều mình, cho nên dùng một địch hai miễn cưỡng cũng có thể duy trì thế bình thủ. Nhưng bây giờ có thêm Chu Án Nam, tình thế hoàn toàn thay đổi. Chu Án Nam vừa tham chiến, Lữ Chính Anh một kiếm chém rơi cánh tay trái của Thuần Vô Khôn. Tiếp theo đó, Chu tứ nương hét lên một tiếng, đánh bạt thanh trường kiếm của Thuần Vô Khôn, thoạn tay quét ngang lưỡi kiếm một đường, chân phải của Thuần Vô Khôn liền bị chặt đứt lìa một nửa. Tuy bị chém đứt một cánh tay và một nửa chân phải, nhưng Thuần Vô Khôn không hề rên la một tiếng. Hơn nữa, thanh trường kiếm trong tay của lão tỏ ra giận dữ lôi đình, nhắm vào đầu của Chu tứ nương chém nhanh xuống. Nhưng thế kiếm này của lão ta đã bị Lữ Chính Anh đỡ thay cho Chu tứ nương. Cùng lúc ấy, hai thanh trường kiếm của Chu tứ nương và Chu Án Nam nhất tề cắm sâu vào ngực của Thuần Vô Khôn. Thuần Vô Khôn tuy cứng rắn nhưng cũng phải phát ra một tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu gào của Thuần Vô Khôn còn chưa dứt thì lưỡi kiếm của Lữ Chính Anh đã quét ngang, đầu của lão liền rơi xuống đất. Chợt nghe giọng nói của Giả Nam Tinh ở bên cạnh: "Cả đời gian hùng tùy kế đa đoan, nhưng kết cuộc cũng bi thảm." Chu tứ nương đứng lặng người giữa gió đêm như một pho tượng. Lữ Chính Anh và Chu Án Nam với nét mặt nghiêm túc đứng ngẩng đầu lẩm bẩm cầu nguyện. Chu Quân Ngọc chậm rãi bước lên trước, tự xé vạt áo của mình băng lại vết thương cho Lữ Chính Anh. Giả Nam Tinh lại thở dài một tiếng: "Chư vị hãy đi thôi, công việc cứu thương cũng đủ để cho chúng ta bận rộn một hai ngày." Trong khi ánh triệu dương bắt đầu xuất hiện báo hiệu một ngày mới, Chu tứ nương trước mọi người tuyên bố thoái lui trước lệnh chủ của thất sát lệnh và lệnh chủ mới do Lữ Chính Anh đảm nhận.
Vô Địch Bảo sửa thành Tập Hiển Sơn Trang là nơi võ lâm đồng đạo cùng tụ tập với tinh thần thượng võ. Còn cái gì gọi là tài bảo của Thiên Tâm Cốc cũng giao cho Lữ Chính Anh toàn quyền xử lý, dùng vào việc cứu tế cho những vùng bị thiên tai. Lời tuyên bố vừa dứt, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Trong tiếng hoan nghênh, Chu Tứ Nương nghiêm nét mặt nói với Lữ Chính Anh: "Chính Anh, bây giờ ngươi trước tiên phải trở về nhà cũ ở Hồ Nam, trùng tu lại Lữ Gia Trang và cúng tế cho những hương linh của Lữ Gia." Lữ Chính Anh hai mắt ngấn lệ, gật đầu cung kính đáp: "Vâng lệnh chủ." Chu Tứ Nương mỉm cười nói: "Không, bây giờ ngươi có thể gọi ta là Nhạc Mẫu được rồi." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Thất Sát Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.